sao khi mà mình ca thì mình biết được cái hơi mình ở cái mức nào và độ dài ngắn ra sao, cho nên là khi câu vòng cổ cũng dài ngắn ra sao. Nếu mà nhịp đông nhiều quá thì em phải ca thúc thúc lên, để mà khi quan trọng là khi mà cấm điểm là phải quan trọng cái xuống hò của em. Lúc đầu thì em ca như thế nào cũng không biết, nhưng mà phía sau là xuống hò phải đầy phải ngọt thì mới có điểm cao được, bởi vì ở đây là chấm vòng cổ rồi. Cảm ơn em.